cho nó đỡ bị lẫn với các cái từ khác và đỡ cùng đọc lên này. Nấng 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 nhớ là u a n bình thường đọc là oan nhưng mà đi với di có thể cái y thì phải đọc là len len. Nấng nguyện tụng chứ, nấng nguyện tụng chứ, nấng nguyện tụng chứ, nấng nguyện tụng chứ. In ngay ứng tai nên cần xẻng tưởng muốn giao nếu cần muốn phải của giao chi hướng. Sau này cái âm yếu nó còn có một chữ yêu, ví dụ yêu cầu, lúc này không phải là yêu trong từ ai nữa, lúc đấy mình đọc bằng giao đổi đấu đi. Vậy là hồ sẽ biết nấu nguyện tụng chứ, nấu nguyện tụng chứ, nấu năng có thể nấu nguyện tụng chứ, nấu nguyện tụng chứ, cửa khả có thể nấu nguyện tụng chứ, nấu nguyện tụng chứ, nấu nấu chùa nghỉ nấu chùa nghỉ nấu chùa chợ chẹn sự mà chợ chẹn sự mà khở hoặc khở đều được, cả hai cách đều có thể chấp nhận. Khả năng có thể nấng nhuệ tụng chứ, nấng nhuệ tụng chứ, khở ý đổi dấu khở ý khả dĩ có thể ý ninh ứng nên cần tai nên cần của sáng nỉ của sáng nỉ của sáng nỉ. Và nếu mà nói chữ của sáng thì là nghĩa là em nhớ anh mất rồi, ý là cho thêm chữ L và là nó thêm là ý chữ L rồi. Của sáng của sáng xuế khan yu của sáng xuế khan yu. Ví dụ như là thì nấng cô nấng nó yêu cầu làm cái gì đấy, nấng trả lời là có thể cùng chúng ta chỉ cần chữ nấng này không là được. Hoặc là dùng chữ khứa ỉ ma, khứa ỉ ma, cái chữ ma này này có thể không à, thì chúng ta trả lời là khứa ỉ có thể. Mình cứ áp theo câu trên dùng cái gì thì bên dưới dùng câu đấy. Em đọc trước này, lại đọc nấng nguyện tụng chú
Tên đề mục thực ra cũng có lúc các em dùng đến, ví dụ chỉ trong đấy thì người ta dùng chữ chỉ. Tiếp theo chúng ta có chỉ hoa chữ hoa tu chỉ hoa chữ chỉ chữ đầu cũng chữ tu chữ chỉ tu. Bản thân chữ kỳ tha nó là chữ khác, ví dụ trí tha nấn, người khác. Kỳ tha hoạt động là gì? Trí tha cái này có không? Ừ. Có trong mục trước thì em có thể lật lại vở để xem. Hoạt hóa hoạt động của động từ hoạt động đích. Nhớ sau này chữ người khác mình có thể dùng trí tha nấn, hoặc là cái khác, cái có thể dùng một từ khác là phía. Cái này là cái chúng ta không nhìn thấy được, mà nó phải đi theo chiều dài lịch sử thời gian thì chúng ta mới nhìn thấy được cái sự những cái từ này. Quán hôm trước học là gì nhỉ? Quán là gì? Trong. Nhưng mà hắn biết thì là em có thể tra lại để xem. Nghĩa có thể hai từ mình chưa gặp bao giờ, nhưng đến lúc ghép âm hán Việt vào mình vẫn đoán được cái nghĩa của nó. Tất nhiên không phải là tất cả. Đây là những cái chúng ta không nhìn thấy được bằng như những cái động từ khác, ví dụ động từ đi, đứng, chạy, nhảy hay là nói, nghe. Mà cái này nó phải qua một quá trình chúng ta mới thấy được cái sự thay đổi và phát triển của nó, hoặc là sau một thời gian thì nó sẽ hoàn thành xong, hay là cái sự thành lập sẽ được.
chữ tiến hóa thì sau này chúng ta hóa học có thể dùng cái chữ gì nhỉ? Có chữ hóa thôi. Học là thế. Thế thì hóa học gọi là suy. Tiếng Việt luôn. À, không dịch ngược nữa. Khoa. Khoa suy. Khoa suy hóa học. Ví dụ một con người mà bản chất thay đổi, người ta hay nói là tha pean, anh ta thay đổi rồi, người ta không cần chữ pean quá. Lúc đấy thì mình chỉ cần dùng chữ pean, anh ta thay đổi bắt đầu. Tức nghĩa là ngày xưa thì tốt với mình lắm, bây giờ thì cực kỳ tồi tệ. Thì đấy người ta sẽ dùng chữ tha pean. Cái này sẽ ăn tùy nhau. Cả lớp xong chưa nhỉ? Chữ cách nhớ là chữ y đi với chữ gì đọc là ư nhỉ? Chia.
phú động từ tụng chữ biện họa pha giảng quán chấn chấn nghị quán chiến chỉ cửa chỉ đang tháo tụng từ tụng chữ đoan họa pha giảng quán chấn chấn nghị quán chiến chưa ăn cơm của chị ta cũng như đang nói không ăn đâu, đọc cũng xấu hổ lắm hết ra nhỉ. Đọc lên để cô giáo sửa cho. Sai đâu sửa là bắt đứng bảng đóng kia kìa. Chưa đâu. Thế giả à, trời không nó mới nổi thế giả thành áp áp lực thật chọc lắm chuyện viên một tí thôi đẹp lắm rồi lên cỡ rồi cái này đợi bạn áo tím đấy. Đấy. Tất cả là thuộc về nhau luôn nha. Nhau 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 lợi lợi nhau cái đứa kia với nhau với nhau 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 nhau. Nhưng bạn đấy nói nhầm rồi, bạn này bỏ tớ. Em giờ lại phần đọc từ đọc lại một lần này. Lợi đúng không? Em thử ra đâu rồi? Phần từ mục 2, mục B này. B đấy được rồi. Cái mới chưa nhỉ? Tụng chữ. Tụng chữ. Suy nghĩ. Định nghĩa. Định nghĩa đúng không? Tụng chữ. Tụng chữ. Sự chữ. Động chữ, động作，动作，行为，行为，变化，发展，的词，动词，长作，谓语，定语，补语，分类，类，听，听说，说，读，念，念，写。Thank you.
chỉ cần biết cái chữ đầu tiên thôi, các em phải hiểu nó, nhớ nó là chữ hình dung từ. Em hiểu cái cụm động tác hành vi biến hóa phát triển mình vừa học là ở cái gì đấy nhỉ? Động tác hành vi biến hóa phát triển là từ loại gì đấy? Động từ và động từ đúng không? Vâng, chúng ta nhớ lại. Thế thì cái hình dung từ nói rõ tính chất và trạng thái của động từ và chủ ngữ. Liệt kê ra cái động tác hành vi biến hóa phát triển để chúng ta rõ hơn. Động tác là đi chẳng hạn, đi là động từ. Thế thì cái hình dung ra cái sự đi đấy, chúng ta có hình dung ra là đi nhanh hay đi chậm, thì đấy chính là cái tính chất trạng thái của cái động từ đi. Nó không đơn thuần chỉ là màu sắc. Nhưng mà mỗi người lại một cách viết tắt khác nhau, không ai giống nhau. Khác thì em có quên nhau rồi. Thậm chí thời này bây giờ chị bỏ chữ N, chữ C đi hết rồi. Tính thì N, Y, H, hành, H, Y, H. Bớt hết. Viết thế nào ngoáy nhất có thể. Viết chuyển sang tiếng Trung là gì nhỉ? Các em thử xem nào. Hình dung từ thì là hình dung từ là từ tờ chứ chạy tiếp xuống dưới này rồi. Là từ chỉ là gì nhỉ? Chỉ chữ xin chữ chưa học tính chất trạng thái trạng thái trạng trong từ trạng ngữ. À, từ từ các em dừng lại. Đoạn này chữ của thì chúng ta cũng phải ngược lại một chút nữa. Chữ của chúng ta nhớ là cái chữ tờ này có nghĩa là của này, mà này và
của gì nhỉ? Động tác phát. Động tác là gì nhỉ? Động tác bài động từ chúng ta vừa học. Tung chuộng. Tung chuộng. Hành vi là chính. Chính. Không có chữ tờ chứ nữa. Phát triển tờ kéo xuống sinh chữ trạng thái tờ chứ. Tức nghĩa là chúng ta dịch ngược hoàn toàn. Rồi đúng không anh? Chúng ta hiểu là có chữ tờ rồi chúng ta dịch ngược lại. Hình dung từ là từ ở dưới này rồi này. Có một chữ tờ ở đây nhé. Là từ chỉ này. Nhưng mà lại có chữ tờ ở đây nữa. Chúng ta lại dịch ngược lại tiếp. Chỉ tính chất trạng thái của động tác, hành vi, biến hóa, phát triển. Và chủ ngữ. Cho thêm một chữ là lời chú ý. Chủ ngữ. Tờ xin chú trạng thái là chú. Liệt kê ra để các em hiểu rõ hơn cái phần động từ, ví dụ động tác. Cứ thấy chữ tờ thì được ngược lại câu này nó hơi khó. Và ngữ pháp của tiếng Trung thường là như thế. Nó cứ lúc ngược lúc xuôi. Nó là gì đấy nhỉ? Chính là động từ. Thì chính là cái phần động từ.